Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trong tập ngày hôm trước chúng ta đã rất là may mắn luôn khi mà đã thu phục thành công cái em Gladrier này rồi nha. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá quanh cái vùng băng tuyết này coi có gì hot nữa không nha. Ui, trước tiên là cái đấu trường băng thì nó chưa có gì anh em ạ. Và mình thấy có một cái lều nè. Hello. Ủa? Trời ơi, cái lều này cũng không có gì luôn. Làm tôi mừng hụt à. Bên đây có bọn em Forest nè. Hay là mình bắt ẻm luôn ta. Thôi, bây giờ cứ tạm thời khoan bắt anh em ạ. Cái gì vậy, chưa gì vào là cái em Vanilla đã thách đấu mình rồi. Cũng cứ tỏi nghe chưa. Ơ, cái gì bên đây vậy ta? Có vẻ như là một cái kiến trúc mình chưa đi nè. Ồ, một cái thuyền biết bay hả? Đỉnh cao vậy. Đây một cái thuyền băng tuyết anh em ạ. Thuyền biết bay. Xịn sò nha. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cái này luôn. Ôi, phải chưởng thật. Ê, da, 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 da. Ấu là bị té đó anh em. Ôi. Để mình tiến hành, mình lên trên thuyền mình khám phá thử coi. Có trainer hả? Đấu luôn đi. Zubat. Dẫn cứu tỏi nha, Zubat. Wurlipep. Chưa dẫn được hả? Trâu quá vậy. À, tôi xài nhầm chiêu Dragon Red phải không? Flame Rower thì chịu sao mà nổi. Rồi, trainer này cũng đã ngẫm cứu tỏi rồi nha anh em. Có mấy cái nút mà mình vẫn chưa biết nó công dụng để làm cái gì á. Rồi, mình thấy có tầng nè. Lên tầng thứ coi. Wow, xịn sò vậy. Cho Gladio ra trận luôn. Mới bắt mà. Mình sẽ xài cái chiêu Icicle Crash này nha. Là chiêu mới học đó. Dành của tỏi rồi. Tiếp theo làm gì nữa đây? Subat tiếp tục. Dành của tỏi luôn không? À, cũng dành của tỏi luôn. Poniac. Wow, xịn nha. Poniac. À, dãnh của tỏi một đống luôn nha anh em ơi. Chỗ này thì nó có những cái smithing table nè, dùng để upgrade những cái gear của mình. Nhưng mà mình chưa cần thiết cho lắm. Wow, cái gì mà toàn trainer không vậy ta? À, đây là team plasma ring anh em ạ. À, team plasma hả? Plasma với tôi. Stupid. Vài fan phát coi. Ui, chưa dãnh được. Hơi căng đó, hơi căng đó. Chupit. Dành cái cửa tỏi luôn nha, Chupit. Em tiếp theo là Among Us. À, Among Us hả? Em này em chơi xài chiêu gì đây? Stock. Stockpile hả? Dành cửa tỏi luôn nha, Among Us với tôi. Wow, Charizard được cấp 38 rồi nè. Ngon lành chưa? À, có thêm một trainer nữa. Nhưng mà khoan đã, để mình lên mũi thuyền mình coi thử có gì không. À, chỗ này chỉ là trang trí thôi anh em ạ. Rồi, tầng này thì chắc mình phải thách đấu nốt luôn đi. Gaporo. Chưa dãnh được hả? Trâu thế. Ui, Charizard của mình đang bay lên kìa. Hay nha. Gaporo. Bị hiệu ứng cháy rồi anh em ạ. Dragon Rick coi. Ui, yếu vậy. Thôi, vậy thì mình xài Five Fan vậy. Dãnh củ tỏi luôn nha. Tiếp theo là Raticate. Five Fan một phát. Chưa xin nhê lắm. Yeah, nhìn như vậy nhưng mà trâu phết đó nha các anh em. Flame Rower phát nè. Chịu nổi một tên này sao mà được. Tiếp tục, đây là Rabian hả? Em này là bò cạp anh em à. Wow, Rabian với tôi. Còn mua tỏi luôn chưa? Vẫn chưa anh em à. Hơi trâu nha. Rồi, Dragon Rick phát ơi. Hơi thở rồng. À, ôi, mình học được skill Scary Face nè. Skill này học làm gì vậy? Đi hù người ta hả? Mình xuống tầng coi. Wow, xuống tầng còn hai trainer nữa anh em ơi. Ủa, và trong đây có boss hả?
Hello. Boss thì có cho mình đồ plasma nè. Ui, thịt bò. Ngon vậy. Và cái rương này có gì không? Giấy. Giấy thôi à? Ừ, giấy chắc không cần đâu. Ở đây mình có chain hả? Xích hả? Xích dùng để làm gì ta? Thôi, để vậy đi. Và chúng ta có được thêm phủ sổ display nữa. Mày lấy ra được không ta? Không lấy ra không được cái gì anh em ơi. Nhìn mình đập nè. Ấy, lấy ra được. Ồ, máy hóa thạch. Tôi nói một đống vật phẩm luôn nè. Plasma Legend hả? Lấy luôn. Viêm. Rồi, còn gì nữa không? Hết rồi. Bên này toàn là giường không nè. Chỗ này có thêm ủi hai cái quần plasma nữa. Wow. Mình sẽ tiến hành dọn hết cái chỗ đồ này nha. Những cái công cụ nè. Còn những món vật phẩm mà đi bán thì mình sẽ cất vào trong cái ba lô bên này. Thịt hả? Này là chúng ta chuyển qua ăn thịt. Wow. Thêm một cái Pokebat khác nữa anh em à. Ngon. Ơi, thiết nghĩ là mình sẽ chuyển qua đi ăn thịt bò nha. Ok, Plasma Legend lấy luôn nha. Ui, đây là Relic Crown, vương miện cổ đại. Không biết bán có được nhiều tiền không nữa. Hy vọng là được nhiều tiền nha mấy anh em. Ui, cái này là gì đây? Chặt chặt cốt hả? Set này mình cũng không biết để làm gì, thôi mình không lấy đâu. Wow, tính ra nãy giờ mình lấy được nhiều thịt bò phết đấy anh em ạ. Bên này có một trainer cấp 41 hả? Mình nên đấu luôn không ta? Đấu luôn đi. Đây là Chubbuck nha anh em. Pokemon bạch rác. Phun lửa thôi. Flamethrower. Ui. Bền quá, em không có máu mình. Rồi, dẫn của tội một em trước nè. Tiếp theo là Rokoroth. Dragon Rick cái coi, dãnh cứu tỏi luôn. Trainer cấp 41 đã được giải quyết nha anh em. Tiếp theo là trainer cấp 45. Đấu luôn. Chúng ta còn phải mau chóng tăng cấp cho Charizard. Charizard của mình đang hơi yếu. Ôi dạ. Đây là Grimer hả? Em này đánh đau thế. Trời ơi, bị độc luôn Charizard rồi. Dãnh cứu tỏi luôn nha. Grimer hả tôi. Tiếp theo là Scorlipip. Dãnh của tỏi luôn không? Dãnh của tỏi luôn rồi. Và Charizard của mình cũng ngẫm luôn anh em à. Latrier ra trận đi. Ui, Tino hả? Tino. Tino với tôi nè. Rồi, xong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi đánh boss thôi nha các em. Electrode anh em à. Icicle Crush. Ui, cái gì đau vậy? Ôi, cái em Electrode này em cấu máu đau thế anh em. Raikou ra trận. Chúng ta sẽ xài chiêu Thunder này nha. Có tác dụng không vậy? Trời ơi. Rồi rồi. Cái mùi rồi anh em ạ. À. Cái mùi rồi. Kiểu này Raiden ra giải quyết được cái gì không? Hammer Arm phải coi. Ngộ trâu vái. Hơi toan mình đấy anh em ạ. À. Earth Powder. Rồi không thành công nữa rồi. Surrot sẽ là bố môn ra trận kế tiếp nha. Xài chiêu Nine Days này đi. Nine Days. Ui, không ổn lắm, không ổn lắm anh em mà. Thôi, chim cút thôi. Có Poké Stop ở bên này nè. Ủa sao nãy mình bay qua không thấy ta? Poké Stop. Có gì hot nào? Ui, Pokéball. Cũng không có gì xịn sò lắm. Pokéball tiếp tục. Safari Ball hả? Cũng tạm tạm thôi. Ui, Relic Crown này bán được tiền nhiều phết đấy. 50.000 luôn. Thôi, sẵn để mình bán bớt mớ đồ này đi ha. Thì mình cho nó có được 78.000 anh em à. Chà,
Với số tiền này chúng ta cũng có thể mà đi mua bond luôn rồi đó. Nhưng quan trọng là bond gì mới được đây. Trước tiên thì để mình đợi mình đấu cái đen thử coi. Em này em gì đây? Pokemon hệ nước và hệ tâm linh. À em này hình như là Slowpoke thì phải. Slowpoke. Đó. Tôi nhớ hình dáng mà. Ai đây thôi anh em ơi. Có được 50% máu rồi kìa. Mất một cái giáp luôn. Mất hai cái giáp luôn rồi. Tiếp tục. Cố lên nào. Ui rồi em quánh kem Agen kìa. Sát thương cũng ghê gớm đấy. Này đét phát nữa thôi. Dành củ tỏi luôn nha. Và lần này thì ui em cho mình rare candy. Ngon lành luôn. Mình sẽ bắt bằng Ultra Ball nha. Các bạn có comment là Quick Ball không có tác dụng khi mà mình dùng trong cái đen này. Đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái loại ball khác này mà. Trời ơi, ui lại một cái đen nữa. Đen gì đây? Wow, em này to phết anh em ạ. Mình rất khoái mấy em to to này nha. Em này mang hệ băng hả? Hệ băng thì chúng ta nên xài chiêu hệ giác đấu đi. Chiêu hệ đá cũng được. Giác đấu thì hệ đá thì đều được hết nha các anh em. Rowling của mình đang có một chiêu hệ giác đấu nè. Hammer Arm. Ui, em này là Avalux anh em ạ. Một trong những Pokemon khổng lồ nha. Wow, em này như một tảng băng vậy. Avalux. Dễn luôn không? Ui, xa xa mình thấy được một cái Pokestop kìa. Rồi cái em Togepi này em cứ hi 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 hoài à. Xong chưa, tới tên của tôi nè. Am phát nữa coi, dãnh của tỏi luôn không. Ui, em này có 5 cái giáp anh em ạ. Cũng hơi căng thẳng đó với mình đó. Mất một cây giáp nè, hai cây nè, ba cây nè. Ui ôi, trâu phết đấy anh em ạ. Tiếp tục Hammer Arm phát nữa coi. Lần này để lấy hai cái giáp còn lại coi. Một cây, hai cây và gây sát thương được không? Trời ơi, đây được có một tí sát thương à. Hên quá, Crowding của mình chưa dãnh. Ui rồi giờ mới dãnh nè. Sao đây, sao đây, sao đây? Ui, như trời mưa thì phải. Trời mưa hả? Sao mình thấy nó âm u nữa nè. Hay là trời sắp buổi tối. À trời sắp buổi tối này mà. Đứng mưa. Ủa đóng băng luôn cả Togepi kìa. Ghê gớm chưa. Rowding lại được hồi phục rồi. Hammer Arm phát nữa coi. Và lần này thì vậy ngứa tỏi luôn chưa. Chưa tới. Trời ơi, biến mất rồi anh em à. Xui vãi. Em hồi lại full máu. Ai... Đúng là xui mà. Đây trên đây mình có thấy một em Pokemon cũng khá được nè. Đây là mắt nét ton nha các anh em. Với em này thì chắc mình sẽ bắt bằng Whitbon đi. Whitbon. Ui còn có 7 quả Whitbon à. Cũng hơi căng đó. Mắt nét ton. Mấy em này thì ít xuất hiện trong tự nhiên lắm. Nhưng mà xuất hiện rồi thì tôi phải bắt thôi. Cấp 30 này mọi. Mình xài thử một cái quả là Liverpool thử coi. Hiện giờ thì cấp của Raikou cũng là 72 rồi. Sắp đạt cái cấp maximum là 100 rồi đó. Liverpool. Và yes. Ui, chúng ta được thêm một em Pokemon hệ điện nữa rồi. Ui, cái bên có một em mắt nách mai nè. Chu này mình có chưa? À, có rồi hả? Có rồi thì tiễn vong vậy. Mắt nách mai. Bắt luôn nha. Whitbone ra trận.
Và lần này đơn giản hơn. Dưới kia có mấy em Fluffy kìa anh em ơi. Xuống bắt luôn nha. Đây, đây rồi, đây rồi. Fluffy. Cấp nhiêu vậy? Cấp 30 luôn. Bắt luôn anh em. Trời ơi, tính ra vùng này Pokemon hệ điện nhiều phết nhờ. Fluffy. Và Whipple. Ôi chà, quá đơn giản luôn. Còn có một em Marip nữa, mình sẽ bắt hết nha các em. Rồi chúng ta phải mau mau thôi. Marip thì chắc xài Liverpool đi. Whipple còn mấy quả à. Xài sợ hao quá. Có Raikou mà, có Liverpool mà vả thôi. Vả lần này thành công luôn. Chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm Pokédex rồi? Vẫn 3%. Ở đây có một em Zigzagoon. Em này là Galarian Zigzagoon thì phải. Dễ thương nha. Bắt thôi. Wow, tính ra mình đang có tầm 35 quả Liverpool ha. Nhiều như vậy mà không xài cũng uổng. Phải xài cho hết thôi. Và Liverpool. Quá đơn giản luôn. Em này em gì vậy? Nhìn vừa lạ vừa quen. Pokemon hệ đá. Chúng ta nên đánh Pokemon hệ đá bằng cái Pokemon gì đây? À, giác đấu cũng được nè. Vậy lấy tiếp tục là Raiden ra trận đi. Tại vì Raiden có một chiêu hệ giác đấu mà. Ủa em này là Rock Roof anh em ạ. 20 em. Dành của tỏi luôn không? Sao mà đỡ được. Rồi mình bắt luôn bằng Liverpool nha. Em rớt cho mình Qualot Berry nè. Liverpool thành công. Con lành Qualot thì mình sẽ giữ lại nha. Còn cái Aguard Berry thì mình cất đi. Úi, đi lên mùa thu hả? Khoan đã, khoan đã. Đi lên thì đâu có gì đâu mà tôi không thu phục được. Bắt luôn. Cấp 21 mà. Bắt luôn cái đi. Và thành công nè. Ngon lành chưa? Ở cái bên có khá là nhiều Pokemon khác nè. Fletching. Trời ơi. Bây giờ nhiều Pokemon xuất hiện quá anh em ạ. Gặp là phải bắt. Nhưng quan trọng hơn là cái Pokédex của mình nó chỉ có 30 trang thôi. Nó hơi bị ít thì phải. Ui, cái em thỏ nè. Đây là Puniri. Cấp 17 thôi. Trời ơi. Lấm. Bắt liên tục thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tiến hành thu phục thêm Pokemon. Cộng với cái việc là đi trainer ở những cái đi train ở những cái đen nè, hoặc là train với lại các trainer khác. Bunuri bắt rồi nè. Hết mai chưa bắt hả? Ui, hôm nay mình gặp nhiều mà chưa bắt hả? Không ngờ luôn á. Chưa bắt thì bây giờ bắt thôi. Liverpool tiếp tục ra trận. Ui, cái công dụng của Liverpool nó rất là đã luôn nha anh em. Raikou chưa được đạt cấp 100 á, nhưng mà Liverpool nó hoạt động khá phê nha. Rồi chúng ta đã được 4% Pokédex rồi đó. 5 tập và 4% Pokédex. Đây là Ice Cube. Chim cánh cụt. Cái đầu băng. Mình bắt thử bằng Liverpool coi được không. Ice Cube. Hình như được luôn. À, quả này lợi hại vãi. Đọc lại công dụng của Liverpool coi. Tăng khả năng bắt Pokemon hoang dã level thấp hơn so với level của Pokemon hiện tại của trainer hả? Ê, có một em Scovet nè. Scovet. Thôi, thôi, em này cấp 9 thôi. Xác định với tôi. Giờ là mình phải chắt lọc anh em ạ.
qua cái vùng nào là phải bắt Pokemon vùng đó ngay. Ồ đây đây đây, trốn đây nè. Đây là Raiden anh em ạ. Ủa mình chưa bắt được luôn. À hồi trước là mình có thách đấu cái đen của ẻm, nhưng mà bắt bằng Whipball nên là không có thành công. Giờ thì chơi Liverpool thử coi, biết đâu được. Ừ, không được nha. Không được thì chắc phải cho em Charizard ra quá, chứ mình đâu còn cách nào nữa đâu. Charizard ra va chạm tí đi. Chiêu nào để ta Dragon Rick thử coi. Chiêu này có vẻ cấu máu được nè, để mình xài qua cái chiêu Air Slash. Ok, chiêu này thì hơi đau đó. Rồi tiếp tục Dragon Rick phát nữa. Ok, như đây máu mình nghĩ là ok rồi đó. Giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt em này luôn. Chắc ăn. Ui, Reborn. À, Reborn mình có 117 quả luôn hả? Cái gì mà nhiều vậy? Nên ra là tôi không có xài luôn. Trời ơi. Reborn, và lần này. Trời ơi, chưa được. Tiếp tục là Reborn thôi. Mình có nhiều cái quả này để làm gì? Thôi thì spam để bắt vậy. Không để nhiều quá nó chật ba lô á. Và yes. À, chúng ta được thêm khá là nhiều thành tựu nè anh em ơi. Hồi trước là anh em nói cái tòa tháp này dùng để tiến hóa một em legendary gì đó. Và mình có search wiki thì đúng thật anh em ạ. À. Ôi. Mới vào gặp Tyranitar rồi. Mới vào gặp kiểu các anh em. À mình có thể skip để mà chạy lên tầng được. Thường nha, mỗi tầng nó sẽ có đồ nè. Epson hả? Ok, chúng ta có thể skip được một tí để mà chạy lên tầng được anh em ạ. Ồ, ra vậy. Ra vậy, lời các anh em nói là thật. Trên tầng luôn luôn có một Moviliner. Oh my god. Heatwave nè. Dragon Claw. Học chiêu này nghe nó ok hơn là Dragon Brick anh em ạ. Richard nè. Đó, học bộ skill chuẩn nó ra kêu thôi. Thunder Fan, Grin nè. Grin trước đi. Thì Dream Speak. Extreme Speed chắc phải học thôi anh em ạ. Thầy chưa Thunder Shock. Rồi Crowding. Trời ơi. Precipice Blast. Skill chuẩn của nó đây rồi. Earthquake. Còn gì tuyệt vời hơn. Tiếp theo là Lava Bloom. Earthquake. Earth Powder. Thôi xả Earthquake đi anh em ơi. Còn Kirio. Ui, Sacred Sword anh em ơi. Cuối cùng thì chúng ta cũng học được những cái chiêu xịn sò của nó rồi nè. Ta chết thầy luôn. Secret Saw nữa, hai chiêu học hết. Tiếp theo là chiêu Check Down nè. Mình xài Avatel nha, Bubble Phi Beam thì mình sẽ không có xài đâu. Rồi. Về cái em Latrier thì mình sẽ học Grass này cho em nè. Latrier hả? Chiêu Take Down này đi. Thầy Double S đi. Double S nó bị phản sát thương vào mình á, nguy hiểm lắm. Avalanche. Mình sẽ học full những cái chiêu tấn công thôi nha. Chiêu phòng thủ của mình sẽ không có xài ở trong đây đâu. Tiếp theo là Hoopa anh em ạ. Hoopa thì em sẽ có chiêu gì đây?
Đây, Hyper Pay Fury là skill độc quyền của Hoppa nha. À, tính ra cái chiêu Hyper Pay Fury này á, xài không có giới hạn, xài không có cái độ chính xác luôn nè. Độ chính xác nữa hai gạch nè. Ok, tạm biệt tòa tháp. Trời ơi, tòa tháp này nó quá đã luôn em ạ. À, không ngờ là có Move Relearner thế này. Trời ơi, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Pokemon hệ cỏ đúng không? Hệ cỏ thì mình có thể xài hệ băng được nè. Hình như là em dê thì phải. Đây là Skiddu nha. Trời ơi, lẹo cái lưỡi tôi. Skiddu. Xài chiêu Avalanche này đi. Chiêu này tắt trúng nè. Chưa có. Bắt luôn bằng Liverpool coi. Ui, trời ơi. Ui, bố con gì to quá vậy? Ui, tôi khoái mấy em bự bự vậy nha. Con gì to vậy? À, đây là Colossal hả? Đây nó có một cái Moonstone. Mình quá, chúng ta đã có được Moonstone rồi nè, Moonstone Shack. Colossal đây mà. Bắt luôn, bắt luôn. Quickball thôi. Wow. Em này nhìn giống rùa pháo nước quá, nhưng mà em là rùa than thì phải. Quickball. Ui, Rayburn không được anh em ơi. Khỏi thế. Ultra thì sao? Cứng đầu với tôi hả? Ultra Ball. Và lần này thành công nha. Ôi, Fanfi. Chưa có em này. Rất là cute for my wear. Bắt luôn. Ông nói nhiều. Fanpi. Fanpi. Liverpool thôi. Mấy em này thì cứ Liverpool mà vả ra nha anh em. Vả lần này thành công nha. Còn lành thế. Ủa, đây là Pokemon hả? Mình cứ tưởng cái cục gì chứ. À, đây là Nekli. Trời ơi, Pokemon bây giờ nó ẩn danh ghê quá anh em ạ. À, ẩn mình. À, chúng ta đã có được bao nhiêu phần trăm Pokédex rồi? 5% Pokédex rồi anh em ạ. Tập này có tiến bộ hơn những tập trước nè. Rolycoly. Tiếp tục Liverpool thôi. Hình như là em này là cấp 1 của em Pokémon hồi nãy thì phải. Của em rùa than á anh em. À, thành công nè. Ngon lành. Cái này có cái cục gì á. Còn em nữa đây là Hakon. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi bắt hết. Gặp Pokemon mới là tôi bắt hết. Bắt trọn. Không chừa em nào. Nào mà full PC thì tôi cân nhắc lại nha. Và Digon thành công luôn. Ủa, Hải Âu đâu ra vậy? Ôi. Ai ơi, Wingull. Ủa, sao giờ băng bon dở quá vậy? Băng bon hơi dở nha. Tiếp tục là Liverpool thôi. Ôi, sẵn trên đầu mình có cái tòa tháp gì đó. Kiến trúc gì đó các bạn ạ. À, mình lên mình kiểm tra luôn. Gì ta? À, cái đen. Tưởng cái gì chứ. Đây, hồi nãy mình thấy có cái cục này nè. Cái cục gì ta? À, click vào cái cục này thì nhận được Poison. À, mới mới. Đây có Whitmer nè. Từ nha. Whitmer thì chúng ta tiến hành thu phục Whitmer luôn. Liverpool ra trận. Và cái vùng này toàn Pokemon mới không anh em ạ?
xịn so con bò luôn. Đây. Ồ, càng ấy càng ấy. Rồi chơi hồi máu nữa. Kỳ cục vậy. Tiếp tục Ultra Ball đi. Mình thấy ê, mình thấy ở dưới map này có cái khu mỏ bó hoang nè anh em ơi. Tí cái này đi xuống không ta? Ultra Ball tiếp tục. Và lần này yes à, đẹp trai bắt được một em bố manh mới chứ. Ơi Aerodactyl này mà to vãi chưởng hả? Cái này có cái gì để phát sáng người ta? Ồ, có cái gì đó nó phát sáng này mà. Gì đây? Không hiểu lắm. Úc Master Chat hả? Ồ, giấu kín thế nhờ. À, ra là nó giấu Master Chat dưới đây hả? Một cái tòa tháp gì đó anh em. Một cái stop. Trên tầng có gì không? Hy vọng có đồ ở mỗi tầng nha. Ê ê ê. Cũng được. Tầng 2. Ủa, như đây tầng cuối rồi. À, thêm Liverpool nè, ngon. Nó bổ sung cho mình em ơi. Ồ, mình lại gặp cái tòa tháp nữa rồi. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ khám phá cái thuyền trước đi. Gần quá thì mình có thang đi lên. Ui, Super Rod nữa. Ngon lành. Như đây không có gì hả? À, nó chỉ khoan. Nó chia theo từng khoang anh em ạ. Trời ơi, giấu đồ kín đấy. Kín đấy, nhưng mà chưa đủ nhá. Một tầng nữa, tầng cuối cùng. Ủa, Old Fisherman. À, thuyền này của Old Fisherman. Wow, hôm nay mình gặp cả Old Fisherman và Moon Freelancer luôn hả? Gì ngon quá vậy? Trước tiên là chúng ta sẽ đi từ Super Rod đó đi. Super Rod mình đang có 3 cây. Ủa, đây là Soul Soul Super Rod. Một cái Supreme coi. Pro Super Rod. Ủa, Standard Super Rod. Xui. Đây là ui Supreme Good Rod. Ngon lành. Trời ơi, mới cường hóa cái ra được cái Good Rod Max luôn rồi. Ok, tiếp tục nào các anh em. Tiếp tục. Chúng ta có gì nữa nào? Supreme Urod. Trời ơi, quá ngon rồi. Rồi, xong. Singleton, Pokemon nhìn lạ quá anh em ạ. Bắt luôn. Liverpool thôi. Và lần này thành công nè. Rồi, ok. Thì sau khi nhờ Officerman đánh giá những cái cây còn câu thì chúng ta được đó chính là một cây Supreme Old Rod, Supreme Good Rod và được một cây Pro Super Rod. Nói chung cũng tạm được. Em tính chạy đâu đó anh em ạ. Đứng lại mau. Ansicum hả? Sangu cấp 36. Bắt luôn nha. Quả đầu tiên chúng ta sẽ là Woodborn thôi anh em. Zangu và lần này trời ơi chưa được. Vậy thì thử vận may bằng Liverpool thử coi. Ít ra thì cấp của Zangu cũng đang cấp thấp mà. Và đó, ngon lành cành đào luôn. Ok em Zangu. Zangu có chiêu quýt ắc thắt. Đây rồi anh em à, Zangu nó có sẵn Point Sweep cho chúng ta rồi. À, biết sao mình bắt Zangu không? Tại vì em này khi mà đến cái cấp nhất định thì em sẽ có cái chiêu Point Sweep đó. Cụ thể là khi đạt cấp 29 thì Zangu sẽ auto học được cái chiêu Point Sweep. Wow, không cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào hết, quá đã. Rồi, vác theo anh em ạ.
Một cái cano. Cano gì đây? Hello. Tôi vào tham quan tí nha. Chắc cho Changu ra chọn đi anh em. Lashley đúng không? Bền quá anh em học, học chưa cái Pursuit. Trời ơi, chưa gì nó vào nó xài chưa luôn ngủ luôn rồi. Chơi gì mà mới vào nó luôn ngủ người ta rồi. Đánh cứu tỏ nghe chưa? Như có la bàn hả? Dưới tầng có gì? Giấu cái gì khai mau? Giấu Aurora, giấu ngọc. Được ấy chứ. Phim nữa nè. Đối với da thì mình thiết nghĩ chúng ta sẽ tiến hành đi nâng cấp ba lô nha anh em. Tiếp tục đưa cái ba lô lên level 2 thôi. Đây rồi. Ủa, Latias spawn các bạn ơi. Mình vừa kiểm tra coi cái cơ hội legendary spawn như thế nào. Ui, Latias spawn à. À, và đây. Đây là Latias hả? Từ từ. Được anh em ạ. Đang hơi khó điều khiển nè. Latias. Đây rồi. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành nhất là Latias luôn nha. Ủa? Chú ý nó đem Confusion em Kido của mình rồi. Quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là Woodbone nha. Trời ơi, xài như nó bị trễ rồi thì phải anh em ơi. À, nguyên một ngày nay mới có được một em Latias xuất hiện đó. Ui, và không thành công rồi. Ngẫm luôn Kido không? Cái nghĩ là mình nên hồi máu cho Kido đây. Latias thì mang hai hệ, là hệ rồng và hệ tâm linh. Xét đau tiếp tục. Wow, em này cứ nhào nhào vào mình thế nhở? Ghê đó. 70% máu đúng không? Wow, cần lấy cần lấy. Vẫn 70% máu anh em ạ. Mình lại tiếp tục hồi lại máu cho Kido coi. Đánh chắc đánh chắc. Đánh ẩu là hẻo đó. Tiếp tục check down nha anh em. Wow, Latias. Đó, mỗi lần giảm 10% hả cũng được. Cố lên. Ok, lần này mình sẽ xài bay nắp chút đi. Đó. Ây à. Càng nữa chứ. Tiếp tục bay nắp chút. Xài đồ cho Kido thôi anh em ạ. Chất đau phát nữa đi. Ủa, sợ vết. Rồi, giờ chúng ta sẽ cho một cái em Pokemon hệ bóng tối ra để mà làm tăng cơ đi. Tâm linh sẽ không có đánh được cái hệ của Hoopa nè, hệ bóng tối nếu mà nó sử dụng skill tâm linh. Ok, bắt thôi nào anh em ơi. Đến giờ rồi. Khai trương bằng 3 quả Ultra Ball thử nha. Rồi, Ultra Ball. Ôi, không được liền. Tiếp tục là Ultra Ball nữa coi. Ultra Ball không được á, mình chuyển ngay qua Time Ball liền anh em à. Không có chần chừ. Chần chừ là nó sẽ mất luôn em Latias của mình đó. Thôi. Chuyển luôn anh em ơi. Chuyển qua Thunderbolt nha. Thunderbolt thì nó tích số lần khá là căng đó. Số lần của nó mặc định sẽ là 1.0 và nó sẽ tích được 10 lần. Tức là tối đa của nó sẽ là 4.0 liên tục. Kể từ cái quả thứ 11 trở đi thì sẽ là 4.0 liên tục luôn á. Tức là nó sẽ cao hơn cả Ultra Ball nữa anh em ạ. Nên là thời điểm đầu thì chúng ta phải chịu khó một tí. Chịu khó spam Thunderbolt một tí. Chứ không là không có thành công được.
vẫn chưa được. Em này có bộ căng đấy nhờ. Đủ 10 quả rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu spam tiếp tục nha. Tỷ lệ hiện tại đang là 4.0 rồi. Chưa được nha. Thử vận may 3 quả coi. Cái gì cũng phải thử vận may anh em à. Không thử không được. Dustburn. Quả đầu tiên. Và... Ủa chưa được hả? Rồi, chưa được thì chúng ta sẽ qua một quả nữa. Dustburn quả thứ hai. Rồi, để coi như thế nào đây. Và cái hiệu ứng thu phục nó... đẹp ha. Chưa được luôn. Tiếp tục. Dustburn quả cuối cùng. Trước khi mà mặt trời lặn. Trời lặn luôn rồi. Tối luôn rồi. Và lần này vẫn vậy anh em à. Thôi, thử hơn thử xui gì nữa. Quay trở lại với Thamobon thôi. Thamobon. Ui, căng đấy. Mình sợ em này em hết chiêu á, xong rồi em lăn đùng ra em hẹo thôi. Nó sẽ có một cái khả năng như vậy đó anh em. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ spam cho tới nào hết Thunderbolt thì thôi. Tiếp tục nào. Tỷ lệ nhân 4 mà cũng khó ha. Không có dễ. Trời ơi, cái em Latias này em vẫn ở lên cao như mọi khi hả? Cao thế. Bắt cũng khó nữa. Ê. Có nào mình dùng Fastball được không ta? Mình nghe nói tốc độ của Latias rất là cao đó. Và chúng ta đã bắt được Latias rồi nè. Trời ơi. Không tin vào mắt mình luôn. Tôi đang tính xài Fastball. Nhưng mà thôi. À, phía này có một cái thuyền Magic Cap hả? Thuyền Magic Cap Shiny anh em ạ. Thôi, đi vào khám phá luôn. Hôm nay đang vui. Trời ơi. Không ngờ hên tới mức này nhờ. Em này, ui. Attack bị trừ. Nhưng mà defense thì tăng. Chiêu thì có mỗi Confusion thôi à. Thảo nào. Nhưng mà cũng được. Ui, kích thước em là rune hả? Kích thước nhỏ hả? Thước nhỏ lắm anh em ạ. Rune luôn mà. Chút xíu à. Em này thì bay thoải mái hơn em Charizard rất là nhiều á. Chắc có thể chúng ta sẽ đổi Pokemon bay á. Có thể thôi nha. Thì trong thời gian offline mình sẽ cân nhắc sao. Dạ. Tôi mới vô mà. Nhưng mà dí tôi đánh dữ vậy. Đây là Audit nha anh em. Dành cứu tội Audit nha chưa. Làm nào nữa không? Rattata hả? Ây da. Đào đấy. Rattata với tôi. Rao đinh ra trận. Trời ơi. Khủng long đi đập chuột. World Bup phạt. 20 am đi. Ôi quên. Nhưng em này có hệ tâm linh thì phải. Mình xài sai chiêu rồi đó. Recipe Plate. Ây à. Tính ra cũng. Chiêu thì cũng ghê gớm đó anh em à. Icicle Crash coi. Whoop whoop fake. Ui không được hả? Đây. Xài chiêu khác vậy. Đây là Licky Tin. Licky Tin với tôi sắp chảnh luôn rồi. Mình sẽ xài chip chiêu Avalanche này nha. Avalanche. Wow, cái thiền Magic Cap Shiny nè. Nhìn nè. Đẹp vãi. Còn em nào nữa? Rattata nữa hả? Nhiều Rattata quá vậy. Dảnh của tổ Rattata luôn. À, và chúng ta được... Ui.
Đây là Plank Canto TM và một cái Rocket Helmet nữa hả? Confusion đi. Quay mơ với tôi. Lum đúng không? Lum chảnh luôn chưa? Đừng có ru ngủ nữa nha. Tính ru ngủ nữa hay gì? Trời ơi. Ui, đây là Poké Display. Này cái gì đây anh em? Mình chưa biết cái này là cái gì đâu. Ồ, ai biết nhớ comment phía bên dưới cho mình nha. Poké Display, chúng ta được Plank Johto TM và Plank Canto TM. Ôi, xịn nhỉ. Dưới đây chúng ta còn có cái Rocket hả? Nguyên một cái đồ bộ đồ của Rocket anh em ạ. Ok, mình nghĩ là tập ngày hôm nay đến đây là được rồi. Đó, trong thời gian offline thì mình sẽ tiến hành đi thu thập những cái sạp đồ nè, đi thách đấu những cái đấu trường này nữa. Cái tập ngày hôm sau chúng ta sẽ khám phá coi cái land actually kia nó có cái gì nha. Rồi, và một cái nữa là thời gian offline mình cũng sẽ đi học lại cái bộ skill cho Latias nha anh em. Giờ thì chúng ta có thể biết là Murilaner ở vị trí nào luôn rồi. Quá đã. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình đã tiến hành đi thu phục khá là nhiều Pokemon khác. Và chúng ta đã được 6% Pokédex rồi nè. Đó, tổng cộng số Pokemon mình đã bắt là 64 em. Đó, ngoài ra mình cũng đã thu phục luôn một em Legendary khác. Đó chính là Latias nha anh em. Ngón lanh canh đào luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.